Hãy cùng HTV Corp giữ cho hành tinh này mãi xanh và chào đón sản phẩm thứ hai trong bộ sưu tập quà tặng bằng tre tự nhiên thân thiện với môi trường trong chương trình Thảnh Thơi Mua Sắm Săn Điều Tiết Kiệm. Đặc biệt, ngày năm hàng tháng sale lớn, quà to chỉ dành cho 12 khách hàng đầu tiên. Và hãy lưu tâm khi chọn mua hàng nhãn riêng có, mua giá tốt, nhận quà vui. HTV Corp thân thiện, tinh tế, tiết kiệm, tận tâm, tiêu chuẩn, hân hạnh phục vụ quý khách hàng.